Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Mickey Studio xin giới thiệu với các bạn chiếc sao cạc Icon Up Pro. Và chiếc sao cạc này có nhiều cái tính năng mới cũng như cái chất âm nó hơn hẳn so với lại con K10 cũng như là HF5000. Và ở đây cái chức năng của nó thì có thể chúng ta chỉnh được nhiều chế độ vang khác nhau, và cũng như là cái chất âm của nó ra là rất là tốt nha các bạn nhé. Ở đây mình xin test thử cho các bạn cái dây livestream của mình, và mình cắm vào cái điện thoại mình đang quay nha các bạn nha. Ok, bây giờ các bạn đã nghe thấy tiếng mình nói rồi đúng không ạ? Và sau đây mình xin test một ca khúc của Khắc Việt, đó là ca khúc Anh Yêu Người Khác Rồi nhé. Anh yêu người khác rồi, người ấy cũng như em rất tuyệt vời. Ở bên người ta cũng rất vui, người ấy cho anh thế nào là yêu. Thời gian chia tay cũng lâu rồi, anh nghĩ anh sẽ quên em rồi. Thật ra anh đang dối mình, anh yêu để trốn một tình yêu. Đem yêu thương thả vào dòng sông, dòng sông chảy xiết cuốn hết những nỗi buồn. Đem kỷ niệm vào bài thơ, chỉ là say nên đôi sẽ bốc cháy. Có khi giật mình chợt lòng ta bâng vui, quên một người mà ta không nên nhớ. Bước trên đường đời thì ai cũng thế thôi, muốn đứng phải một lần, anh sẽ trả lại từng kỷ niệm đó đưa. Những nhanh hoa giận hơn khi vô cớ, sẽ không còn gì vì anh đã khác xưa. Anh đã quên em thật rồi, anh yêu người khác rồi. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Nếu ai có quan tâm chiếc sao cạc này thì liên hệ với bên mình theo số điện thoại 0974 555 85. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.